Nhà thờ Fatima Bình Triệu tọa lạc tại thành phố Thủ Đức gần cầu Bình Triệu. Đây là một trong những nơi hành hương của Đức Mẹ Maria, nên còn được gọi là trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu. Năm xưa khi đoàn rước tượng Đức Mẹ Fatima từ Sài Gòn đến vùng Thủ Dầu Một đi qua khu vực này, bỗng dưng tất cả xe đồng loạt tắt máy. Khi đó Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng có mặt đã cầu nguyện rằng nếu mẹ muốn, chúng con sẽ xây dựng một trung tâm hành hương Fatima tại đây kính dâng mẹ. Lập tức những chiếc xe có thể khởi động được. Sau biến cố năm 1975, nhà thờ bị chính phủ trưng dụng để làm trường đại học luật. Những năm gần đây, để làm mới trường học nên nhà thờ bị dỡ bỏ. Tuy nhiên, riêng tháp chuông là không thể đập được. Hễ người thi công cho máy vào múc thì đều bị tắt máy không rõ nguyên do. Nhờ vậy mà đến nay tháp chuông vẫn đứng vững giữa sân trường. Trong trường còn có một phòng đã bị xây bịt kín lại không thể sử dụng. Đó là bàn thánh làm lễ trong nhà thờ Fatima. Trước đó, người ta cũng 5 lần 7 lượt cho máy vào đập phá nhưng đều thất bại.